Chào quý khán giả, đề tài Hòa giải với ai, hòa hợp cái gì của nhà báo Phạm Trần do Trần Hưởng trình bày. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam có thật lòng muốn hòa giải và hòa hợp dân tộc không? Hay chỉ nói một đảng làm một nẻo, nên chia rẽ và hận thù đã trồng chất sau 40 năm kết thúc chiến tranh? Câu hỏi này không mới mà đã được lập đi lập lại vào mỗi dịp 30 tháng 4 về. Tại sao? Trước hết, hãy nghe nhà nghiên cứu 95 tuổi Nguyễn Đình Đậu, nguyên phụ tá phó tổng thống Nguyễn Văn Huyền, trong chính phủ hai ngày của tổng thống sau cùng Việt Nam Cộng Hòa Dương Văn Minh, chia sẻ như thế này. Tôi thấy về vấn đề đoàn kết dân tộc bằng văn hóa chúng ta mới có những chỉ thị còn nền văn hóa của việt nam mang bản sắc như thế nào thì chưa làm sáng rõ ra được vì thế chúng ta cần phải giáo dục xây dựng không chỉ con người khoa học con người kinh tế mà cả con người văn hóa nữa dù mỗi người có một đường hướng khuynh hướng chính trị khác nhau nhưng mẫu số chung là đều vì tương lai của đất nước việt nam có như thế người Việt Nam mới luôn giữ được bản sắc riêng của mình trong thời đại mới. Bản sắc ấy chính là tình yêu quê hương và lòng tự tôn dân tộc. Tình yêu quê hương, lòng tự tôn dân tộc luôn giúp cho người Việt Nam hành động thuận theo lẽ phải, theo đài nghĩa và vượt qua những thử thách hiểm nghèo nhất. Vậy nên mỗi người Việt Nam hôm nay cần phải coi trọng việc hòa hợp dân tộc là một trách nhiệm lịch sử tự nguyện. Theo phỏng vấn của báo Thể thao Văn hóa ngày 13 tháng 4 năm 2015, chuyện mới có những chỉ thị trong hành động đoàn kết dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói lên điều gì từ một nhân chứng lịch sử của ngày 30 tháng 4 năm 75. Cụ Nguyễn Đình Đậu là chứng minh nội dung trong khoản 1 của Điều 60 Hiến pháp 2013 chỉ nói mà không hành. Điều này viết thế này, nhà nước xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến lên, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Nếu có văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc thì tại sao vẫn còn nuôi dưỡng hận thù đối với 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa những con dân nước Việt đã hy sinh trong trận chiến chống quân Trung Cộng xâm lược quần đảo Hoàng Sa năm 74. Dòng máu đỏ của những người da vàng Việt Nam Cộng Hòa có khác với những dòng máu của 64 bộ đội Cộng sản Việt Nam hy sinh trong trận chiến trường Sa chống quân tàu xâm lược năm 1988 không. Nếu không khác thì tại sao chỉ dựng tượng đài kỷ niệm 64 người của quân đội cộng sản Việt Nam tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa ngày 14 tháng 3 năm 2015, đúng vào ngày này 27 năm trước, họ bị quân tàu hạ sát dã man tại trận chiến Đá Gạc Ma mà không được nổ súng theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó là Lê Đức Anh. Đại tướng Lê Đức Anh đã bị nhiều sĩ quan quân đội nhân dân kể cả thiếu tướng Nguyên đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh Nguyễn Trọng Vĩnh cáo buộc là người thân trung cộng. Tướng Anh cũng đã lén lút qua mặt ngoại trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch và Bộ Ngoại giao để sắp đặt với các đại sứ của Bắc Kinh tổ chức chuyến đi bí mật đến thành đô tỉnh tứ xuyên năm 1990 của phái đoàn Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Thủ tướng Đỗ mười và cố vấn Phạm Văn Đồng. Mục đích chuyến đi là để tái lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc nhưng phải thỏa mãn điều kiện của Trung Quốc đòi Việt Nam rút quân đội Việt Nam khỏi chiến trường Campuchia và không được nhắc đến cuộc chiến xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam năm 1979 của 600.000 quân Trung cộng đến nay 25 năm sau những thỏa hiệp bí mật thành đô giữa Nguyễn Văn Linh và Chủ tịch Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân vẫn bị phong tỏa do đó mỗi khi nhắc đến cuộc chiến gạc ma là mọi người đều nhớ đến trách nhiệm lịch sử không thể chối cái của ông Lê Đức Anh người sau này làm đến chức Chủ tịch nước 1.000 1992-1997 đối với 64 người lính đã bỏ mình ở đó. Vì vậy không có gì sai trái khi đền ơn những người đã hy sinh cho tổ quốc. Nhưng đã làm thì phải làm cho tất cả mọi người đã đổ máu cho một lý tưởng chống ngoại bang trung cộng xâm lược để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Kể cả trên 40.000 quân và dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân tàu từ 79 đến 87. Nhưng Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã không dám làm như thế để giữ trọn tình nghĩa láng giềng vừa là đồng chí vừa là anh em với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cũng thật không công bình khi Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng phát biểu tại lễ dựng tượng đài ngày 14 tháng 4 năm 2015 thế này theo nguyện vọng của nhân dân của những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma năm 1988 cũng như của cả nước là có một khu tưởng niệm các anh hùng Gạc Ma để thân nhân các liệt sĩ hàng năm về đây viếng người thân của mình đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ sau này. Do đó việc xây dựng tượng đài tại đây trong chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa Trường Sa với hy vọng đáp ứng được phần nào nguyện vọng của thân nhân chiến sĩ gạc ma cũng như của công đoàn cả nước cùng toàn thể nhân dân hướng về các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại sao lại có cả hoàng sa trong cuộc vận động quyên góp tiền bạc chỉ dành cho gạc ma Hương hồn của 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh ở Hoàng Sa có sơ mũi gì trong cuộc quyên góp tiền bạc do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức không? Chấp vá Hoàng Sa vào làm gì ngoài mục đích tuyên truyền đoàn kết ngoài mặt? Không ai ở Việt Nam trả lời câu hỏi này của thân nhân 74 người lính Việt Nam Cộng Hòa và của người dân Việt Nam Cộng Hòa cũ nhưng rất rõ là hành động thiên vị một phía của tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được sự đồng tình tiếp tay của nhà nước đã cho thấy chủ trương hòa giải hòa hợp dân tộc vẫn thường được nghe phát ra từ cửa miệng lãnh đạo bấy lâu nay chỉ là nước lá ao bèo cũng thật ảo tưởng khi khoản 3 trong điều 60 hiến pháp còn viết nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng con người Việt Nam có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân. Bởi lẽ trong thực tế nhà nước đã không làm như hiến pháp quy định với dân trong đời sống hàng ngày ở Việt Nam mà đi hàng hai như ghi trong hội nghị trung ương khóa 5 khóa đảng 8, thời Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nghị quyết này có đoạn viết, phương hướng chung của sự nghiệp văn hóa nước ta là phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc. Ý thức độc lập tự do, tự chủ, tự cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Như vậy phải chăng những ai không đóng góp vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa như 74 người lính Việt Nam Cộng hòa chết ở Hoàng Sa thì phải bị gạt ra khỏi hàng ngũ yêu nước sao? Hãy đọc lời phê bình của nhà văn đại tá quân đội nhân dân nghỉ hưu Phạm Đình Trọng trong bài viết ngày 11 tháng 4 năm 2015 thế này dựng tượng đài khắc ghi vào thời gian, khắc ghi vào tâm linh Việt Nam, những dòng máu thiêng Việt Nam đã đổ ra để giữ Biển Đông mảnh thềm không thể tách rời của ngôi nhà hương hỏa Việt Nam là đòi hỏi khẩn thiết của mọi trái tim Việt Nam hôm nay và mãi mãi mai sau. Nhưng nếu chỉ dựng tượng đài chiến sĩ Gạc Ma 1988 thì vừa bất công vừa hẹp hòi nhỏ nhen chật trội quá một hành xử chính trị nhưng dường như phản chính trị chỉ là thứ chính trị thô thiển bè phái cục bộ một việc làm khoét sâu thêm nỗi đau ly tán dân tộc cũng là làm suy yếu dân tộc ông nói thêm những người lính của chính quyền Sài Gòn chết ở Hoàng Sa năm 1974 trong cuộc chiến chống quân tàu xâm lược, những người lính của chính quyền Hà Nội cũng chết trong cuộc chiến chống quân tàu xâm lược Gạc Ma trường sa năm 1988. Họ đều chết cho Tổ quốc Việt Nam, chết cho những roi cát ngay thềm ngôi nhà Việt Nam mang hồn thiêng cha ông. Nay chỉ dựng tượng đài ghi công chiến sĩ Gạc Ma 1988 thì tượng đài chật trội nhỏ nhen hẹp hòi không thể mang tấm lòng bao dung của mẹ Việt Nam không thể bền vững cùng non nước Việt Nam mà chỉ là tượng đài của một thế lực phe nhóm và chỉ tồn tại cùng thế lực phe nhóm đó mà thôi cùng với tư duy hẹp hòi phe nhóm và cục cực đoan cộng sản. Những người cầm quyền cũng đã làm ngơ với khuyến nghị tri ân chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở Hoàng Sa của câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình. Điều này cho thấy trong suốt 40 năm qua chưa bao giờ lãnh đạo Cộng sản chịu lắng nghe những lời nói chân thật thẳng thắn và trí tình của người dân, đặc biệt của các thành phần trí thức và cựu đảng viên cách mạng lão thành trong nước về hòa giải hòa hợp dân tộc để đoàn kết trong ngoài xây dựng đất nước. Thưa quý vị, nghị quyết 36 xạo như thế nào? Xin quý vị đừng rời máy, chương trình sẽ trở lại sau phần quảng cáo và thông báo. Kính thưa quý đồng hương, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng sẽ chính thức thăm Hoa Kỳ trong năm 2015. Theo lời mời của chính phủ Hoa Kỳ, người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ và khắp nơi cần chống lại cuộc viếng thăm này xin ký tên kiến nghị yêu cầu tổng thống và quốc hội hoa kỳ không mời nguyễn phú trọng đến thăm nước hoa kỳ đồng thời đặt nhân quyền là điều kiện quan trọng cho các cuộc thương thảo giữa hai bên cộng đồng việt nam sẽ tổ chức biểu tình để phản đối nguyễn phú trọng được mời đến thăm hoa kỳ xin quý đồng hương hưởng ứng bằng cách vào trang web www.cdlbsk.org Kế đến, bấm vào chữ Sign Now, ký tên, ở phía góc bên phải. Tiếp theo, hãy điền vào tên, họ, email, rồi bấm vào Sign Now, ký tên. Mọi chi tiết xin gọi 407 927 -0014. Ban vận động bảo tồn di tích thuyền nhân thuộc văn khố thuyền nhân Việt Nam xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự và chung vui dạ tiệc 40 năm thuyền nhân Việt Nam hồi ngộ từ 5 giờ chiều đến 12 giờ sáng ngày Chủ nhật 28 tháng 6 2015 tại Majesty Restaurant 5015 West Giddinger Avenue Santa Ana California 92704 mọi chi tiết xin liên lạc Mỹ Vân 714-478-6688 hay Oscar Thuận 714-767-0353 Xin trân trọng thông báo để tưởng niệm 40 năm ngày quốc hận 30 tháng 4 tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Sinh hoạt đêm canh thức sẽ được tổ chức tại Sharon Circle Northwest Washington DC 2008 trước Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Tư 29 tháng 4 2015. Nghi thức thắp nến tưởng niệm 45 ngày quốc hận 30 tháng 4 sẽ được trang trọng tổ chức vào lúc 9 h 30 tối. Đặc biệt, hơn 20 ca sĩ Asia sẽ có mặt trong đêm canh thức 29 tháng 4 2015, biểu tình 30 tháng 4 2015 trước Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam và đêm hát nhạc đấu tranh tại Eden Center tối ngày 30 tháng 4 2015. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Bùi Mạnh Hùng 301 741 5834. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi đề tài Hòa giải với ai? Hòa hợp cái gì? Của nhà báo Phạm Trần do Trần Hưởng trình bày Thưa quý vị, người Cộng sản chỉ muốn người khác phải tự nguyện hòa hợp vào guồng máy cai trị độc tài toàn trị của mình. Ai đứng ngoài, ai chống lại đều bị chụp lên đầu chiếc nón cối, phán động, phán cách mạng. Thế lực thù địch, chống đảng, chống nhà nước, và nhân dân. Nghị quyết số 36 ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã 11 năm tuổi nhưng những gì đảng nói với trăm voi không được bát nước sáo. Nghị quyết này chủ trướng xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp xây dựng tinh thần cởi mở tôn trọng thông cảm tin cậy lẫn nhau cùng hướng tới tương lai mọi người việt nam không phân biệt dân tộc tôn giáo nguồn gốc xuất thân địa vị xã hội lý do ra nước ngoài mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu trên đều được lập tập hợp trong khối đại đoàn kết dân tộc nhưng mọi chuyện vẫn anh là anh tôi là tôi tình trạng phân biệt địa phương nam bắc kẻ thắng người thua vẫn phủ đầy trong xã hội và trên mọi lĩnh vực từ nơi làm việc đến học đường bằng chứng như hàng nghìn thương phế binh việt nam cộng hòa bị tàn tật vẫn phải lê lết trên đường phố kiếm ăn không được nhà nước mệnh danh của dân do dân và vì dân giúp đỡ khi đau ốm chứ chưa nói đến miếng cơm manh áo. Chẳng những thế họ còn bị hất thủi, ngăn chặn, không cho nhận giúp đỡ của các tổ chức tôn giáo và dân sự xã hội như đã liên tục xảy ra ở miền Trung và tại Sài Gòn. Cách hành xử này không những chỉ thiếu văn hóa và truyền thống dân tộc mà còn trà đạp lên nhân phẩm và quyền con người và vi phạm những điều quan trọng của hiến pháp 2013 do chính người cộng sản viết ra chỉ nhằm tuyên truyền như điều 16 viết một mọi người đều bình đẳng trước pháp luật hai không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Điều 38 1. Mọi người có quyền được bảo vệ chăm sóc sức khỏe bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh. 2. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa cuộc sống sức khỏe của người khác và cộng đồng. Tại sao như thế? Vì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục coi những nạn nhân của chiến tranh sống trên lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa cũ là những kẻ thù của chế độ. Đó là lý do tại sao Đảng chưa thể đoàn kết được dân trong nước thì làm sao có thể đoàn kết với người Việt đã trốn Cộng sản ra nước ngoài thưa quý vị. Vì vậy Việt Kiều muốn biết những điều sau đây. Tại sao Đảng vẫn tiếp tục đàn áp người dân tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn biển đảo của Việt Nam? Tại sao người dân bị đàn áp, bị phá phách khi xuống đường đòi hỏi hưởng tưởng niệm các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc ở Hoàng Sa năm 1974, biên giới Trung Việt và ở Trường Sa năm 1988. Tại sao lại đàn áp những người dân đòi đền bù công bằng vì bị cưỡng bức đất đai và tịch thu tài sản cho các công trình xây dựng chỉ có lợi cho phe nhóm là chính? tại sao các quyền tự do căn bản của dân được hiến pháp bảo đảm như tự do tôn giáo tự do báo chí tự do ngôn luận tự do lập hội và hội họp vẫn bị kìm kẹp hạn chế và kiểm soát và do luật pháp nào cho phép mà nhà nước được quyền sử dụng côn đồ và công an để hù họa đàn áp bắt cóc những người hoạt động bảo vệ nhân quyền dân chủ căn cứ vào đâu mà nhà nước được lạm quyền lấy đi công ăn việc làm, cướp quyền hành nghề và chặn đứng mọi cách kiếm sống của những đối tượng đã hết hạn tù chính trị hay đấu tranh đòi các quyền tự do. Lý do nào cho phép nhà nước căn cứ vào lý lịch thuộc gia đình cách mạng, cán bộ và đảng viên để bao che cho những phần tử xấu và không có khả năng được có công ăn việc làm trong khi người có tài nhưng không có tiền mua việc thì bị loại ai cho phép nhà nước tiếp tục cướp đất tài sản và phá bỏ những nơi thờ phượng của các tôn giáo đặc biệt của người dân tộc ở những vùng cao và vùng sâu cách xa các thánh đường nhà chùa người dân nào cũng muốn biết tại sao nhà nước lại để cho trung quốc tự do biến bảy đá chiếm được của việt nam ở trường sa thành các đảo nhân tạo với sân bay bến cảng đồn bót được thiết lập ở đó tại sao tổng bí thư đảng nguyễn phú trọng chưa hỏi ý kiến quốc hội mà đã bằng lòng để cho trung quốc thiết lập các đặc khu kinh tế dọc biên giới khai thác chung dầu khí ở vùng biển trong và ngoài vịnh Bắc Bộ trong thỏa hiệp ký tại Bắc Kinh ngày 7 tháng 4 năm 2015. Sau cùng, Ai cho ông Trọng quyền đồng ý nghiên cứu để cho Trung Quốc dùng cảng Hải Phòng phục vụ kế hoạch vận chuyển hàng hóa có lợi cho Trung Quốc. Kế hoạch kinh tế của Bắc Kinh được gọi là con đường tơ lụa trên biển được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình công bố năm 2014 nhằm bành trướng cánh tay phát triển và tham vọng kinh tế của Trung Hoa tới Đông Nam Á, Nam Á, Phi Châu, Trung Đông và Châu Âu. Nếu nhà nước không trả lời được những thắc mắc trên thì hãy ngưng ngay lập tức luận điệu quy chụp kiều bào như của ông thứ trưởng ngoại giao chủ nhiệm ủy ban người việt nam ở nước ngoài vũ hồng nam ông nam nói rằng điều đáng buồn là có một bộ phận nhỏ kiều bào ở nước ngoài vẫn còn giữ định kiến làm những việc đi ngược lại lợi ích của đất nước dân tộc theo tạp chí quê hương nhưng ông nam có hiểu tại sao cái bộ phận lớn chứ không phải nhỏ như ông méo mó cho đẹp lòng đảng vẫn đi biểu tình chống nhà nước của ông không? Đơn giản vì đồng bào của họ ở Việt Nam vẫn phải đối diện với những thắc mắc của Việt kiều nêu trên, nhất là khi quyền làm người của họ đã bị những luật lệ ngoài luồng pháp lý như hai luật dân sự và luật hình sự cho phép công an bắt bớ tùy tiện dựa vào các điều phản dân chủ 79, 88 và 258. Ngoài ra, cũng nên nhớ người tiền nhiệm của ông là Nguyễn Thanh Sơn đã nhiều lần vu khống Việt Kiều chống đảng. Trong đó có chuyện bịa ra việc người đi biểu tình đã được trả tiền để chống Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi tháng 7 năm 2013 khi ông Sang đến Tòa Bạch Ốc gặp Tổng thống Barack Obama. Ông Sơn còn kêu gọi phải cần nhanh chóng thu hẹp và đi đến xóa bỏ mọi khoảng cách, sự khác biệt giữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước, đấu tranh phân hóa, đập tan mọi luận điệu chia rẽ, xuyên tạc, để hơn 90 triệu đồng bào ở trong nước và 4 triệu rưỡi đồng bào kiều bào ta ở nước ngoài trở thành một khối đại đoàn kết thống nhất sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa đất nước vững bước đi lên theo lời phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 36. Nhưng đấu tranh với ai và ai đã xuyên tạc những việc làm sai trái phản dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mấy năm qua? Bây giờ bước sang lĩnh vực văn hóa văn nghệ cán bộ lãnh đạo tuyên giáo cũng đã xuyên tạc đổi trắng thay đen nền văn hóa thời Việt Nam Cộng hòa nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 dưới tiêu đề hòa hợp dân tộc bằng con đường văn hóa ông tiến sĩ phó giáo sư Nguyễn Thế Kỷ phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đã nhận xét hàm hồ về văn hóa văn nghệ thời Việt Nam Cộng hòa như thế này thực tế cho thấy hơn 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đất nước ta không chỉ bị chia cắt về địa lý mà đây đó còn bị chia rẽ lòng người đặc biệt là trong 20 năm miền Nam dưới chính quyền cũ bằng hệ thống tâm lý chiến khổng lồ và nhiều thủ đoạn thâm hiểm các hoạt động tuyên truyền phục vụ chiến tranh xâm lược và chủ nghĩa thực dân kiểu mới đã được đẩy mạnh tạo ra một thứ văn hóa nô dịch đồi trụy lôi kéo một bộ phận khá đông thanh niên trong các thành thị chạy theo lối sống gấp vị kỷ sa đọa hòng hủy loại những giá trị văn hóa dân tộc nguy hiểm hơn họ còn bị đẩy đến niềm tin rằng việt nam cộng hòa là quốc gia riêng biệt tách rời khỏi nước việt nam thống nhất rằng giải phóng miền nam thực chất là cuộc xâm lược của những người cộng sản miền bắc theo báo thể thao văn hóa thật trớ trêu. Sau ngày 30 tháng 4 1975, không biết đã có bao nhiêu trí thức và văn nghệ sĩ miền Bắc đã chạy xô vào Sài Gòn tìm mua sách báo mà Nguyễn Thế Kỷ đã bôi đen để nghiên cứu và tìm hiểu nếp sống văn hóa văn nghệ phong phú của dân trong Nam. Vậy nếu muốn so sánh hai nền văn hóa miền Nam tự do với miền Bắc Lai Tàu Lai Nga, và sặc mùi đảng từ sâu bản án nhân văn giai phẩm 1958. Tiềm lực đội ngũ sáng tác, nghiên cứu lý luận, phê bình về văn học nghệ thuật còn yếu. Một số ngành nghệ thuật như điện ảnh, sân khấu, đặc biệt là sân khấu truyền thống gặp rất nhiều khó khăn. Việc giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thị hiếu nghệ thuật cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, học sinh chưa được coi trọng về thông tin đại chúng còn nhiều sản phẩm chất lượng thấp chưa kịp phát hiện và lý giải những vấn đề lớn do cuộc sống đặt ra báo chí chưa biểu dương đúng mức những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực cũng như thiếu sự phê phán kịp thời những việc làm trái với đường lối của đảng pháp luật của nhà nước và đạo đức xã hội Khuynh hướng thương mại hóa, làm dụng quảng cáo để thu lợi còn khá phổ biến. Một số ít nhà báo đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thông tin thiếu trung thực, gây tác động xấu đến dư luận xã hội. Nhưng chưa được xử lý kịp thời theo pháp luật. Những điểm bất cập của giới văn nghệ sĩ và báo chí từ thời Đảng 8 đến nay tức đảng khóa 11 đã ngót 20 năm có khá hơn không thì các ông lãnh đạo trong các tổ chức tuyên giáo trung ương, hội đồng lý luận trung ương, bộ thông tin và truyền thông, hội nhà văn và hội nhà báo phải có câu trả lời cho ông Nguyễn Thế Kỷ. Tiếc rằng việc uốn lưỡi bảy lần trước khi nói ít khi được các viên chức đảng thực tập nên chuyện đảng hòa giải với ai và hòa hợp cái gì sau 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975 không còn hấp dẫn được ai nữa. Trân trọng, kính chào quý khán giả.